Hello, sao đi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Osu2 TV. Và các bạn ơi, hôm nay thì mình mới chôm được một cái mic siêu mini để tôi đi phỏng vấn. Và hiện tại thì mình đang đứng ở trước một ngôi trường cực kỳ là xinh xắn. Trong này tập hợp những em nhỏ từ 12 cho tới 15 tuổi. Và sắp tới thì đến Halloween và mình sẽ đi phỏng vấn thử xem các em ấy dự định sẽ làm gì trong mùa Halloween năm nay. Cosplay thành yêu quái hay là cosplay thành cái gì đó để che mắt bố mẹ các bạn ạ. Thế nha, đi thôi. Có hả? Vậy em dự định sẽ là gì trong Halloween này? 3 giờ sáng đi gõ cửa người ta xin kiếm. 3 giờ sáng đi gõ cửa người ta xin kiếm. Rồi dự định khi nào có người yêu? Khi nào bố cho? Khi nào bố cho? Ảo chó, xạo chó. Phúc kiểu khi nào bố cho? Phúc khi nào bố em cho? Không biết hả? À chú Hà ơi, em ấy tên gì? Minh Châu. À chú Hà ơi, em Châu hiện tại rất là ngoan và xinh xắn của em ấy đang cần một người để bảo vệ. Chú nhớ cho em ấy có người yêu đi nhá. Rồi, cảm ơn chú. Ok, xin chào em. Dạ, chào chị. Em tên gì nhỉ? Dạ, em Thanh Phúc. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 13 tuổi. What the fuck, 13 tuổi? Hiện tại thì sắp tới Halloween. Thôi em được rồi em. Hiện tại sắp tới Halloween thì không biết là em đã có người yêu chưa? Dạ chưa, ế em chị ơi. Tại sao lại chưa có người yêu? Ba ba đẹp trai như thế này tại sao chưa có người yêu? Dạ người ta không thích em. À vậy là tức là em có crush rồi hả? Dạ. Vậy thì Noel năm nay em tính làm cái gì để có người yêu? À Halloween. Dạ chị ở nhà. Vậy em nghĩ sao nếu chị cosplay thành bạn gái em? Trời ơi, hạnh phúc biết bao chị ơi. Oh my god. Chị đùa. Ok, cảm ơn em. Ok, xin chào em. Dạ, em tên là gì? Em tên là Trần Hoàng Thịnh. Đeo khăn hoàng thì em bao nhiêu tuổi nha? Dạ, em là 13 tuổi. À, ok. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ em là 13 tuổi. 13 tuổi nha các bạn, không đeo khăn quàng nữa nha. Ok. Hiện tại thì sắp tới Halloween thì em dự định sẽ cosplay thành nhân vật gì hoặc là sẽ ví dụ như kiếm người yêu? Dạ em có fan là Red Devil Gamer và chị Osuzu. Có fan? Ủa lộn. Em lộn. Em không có fan. What? What the fuck? Ủa là sao em? Sao em rối quá ta? Chị đã biết làm sao em bé rồi đó. Xin chào em, em tên gì vậy nhỉ? Dạ, em tên Hiền. Hiền, hiện tại thì sắp tới Halloween thì không biết là mình đã có dự định gì với người yêu chưa? Dạ, em không có người yêu ạ. Thế em dự định là có kiếm người yêu trong mùa Halloween này không? Dạ không ạ. Ảo chó, xạo chó. Không có nhu cầu luôn. Em có một phát biểu gì đó gây sốc cho giới trẻ ngày nay về việc không cần người yêu đi. Dạ, em cảm thấy việc đó không cần thiết và nó rất tốn thời gian. Chất, cảm ơn em. Ok, xin chào hai em. Trời ơi, uống xì tinh cái răng đỏ chét luôn. Vậy thì sắp tới Halloween thì không biết hai đứa có dự định làm gì vào ngày Halloween không nhỉ? Kiếm đi chơi. Ví dụ như cosplay Romeo và Juliet chẳng hạn. Dạ không ạ. Em thì sao? Halloween em thả ăn và ngủ. Em thả ăn và ngủ. Vỗ tay, vỗ tay. Ăn và ngủ. Nó là con heo á chị. À
À là một con heo đúng không? Vậy thì hai đứa là best friend đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Hai bạn có người yêu chưa? Dạ rồi. Oh my god, vậy thì còn em? Chưa, chưa. Hai tay anh ôm, sương dòng rất đau. Ôi người thanh niên tội nghiệp. Được rồi, cảm ơn em. Được rồi, cảm ơn em. Rồi. Cho chị hỏi là hiện tại em đã có người yêu chưa? Dạ rồi. Wow. 6 đã có người yêu. Và hiện tại sắp tới Halloween thì hai đứa có dự định làm gì trong ngày Halloween không? Dạ đi chơi chung mà chị. Đi chơi chung hả? Có cosplay gì không? Dạ không. Cho chị hỏi ngoài lề cái, phụ huynh hai đứa có biết không? Dạ biết chị. Dạ biết chị. Oh my god. À và được ủng hộ đúng không em? Dạ được chị. Dạ được chị. Ok, cảm ơn em. Đúng là đi đây đi đó mới biết được là hả, có những thứ kỳ thú xung quanh chúng ta mà không thể nào mà tôi có thể tưởng tượng được. Là các bạn trẻ bây giờ có những phát ngôn hoặc là những cái tình huống mà tôi không thể nào tưởng tượng được các bạn ạ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này. Các bạn nhớ để lại một like và subscribe Osusu TV để xem những video tiếp theo nhé. Và đừng quên là xem live stream của Osusu mỗi ngày tại Nemo TV vào lúc 8 giờ tối. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.